Thưa các bạn, Apple vừa mới tung bản cập nhật iOS 15 Beta 6 với một số thay đổi hữu ích bên trong ứng dụng và trải nghiệm người dùng ổn định hơn. Bản cập nhật này được phát triển rộng rãi đến người dùng và nhà phát triển, nên bạn có thể dễ dàng tải về và cài đặt trên chiếc iPhone của mình. Và bây giờ trong cái video này, mình sẽ chia sẻ về cái cách cập nhật iOS 15 Beta 6 mới nhất. Mời các bạn xem video. Thưa các bạn, thì iOS 15 Beta 6 nó có cái gì? Trên OS 15 Beta 6, ứng dụng Safari đã được làm lại thanh địa chỉ URL. Từ phiên bản này, bạn có thể đưa ra thanh URL quay lại vị trí cũ ở phía trên hoặc vẫn để ở phía dưới. Apple cũng vô hiệu hóa tính năng CLI trên iOS 15 Beta 6 nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà cập nhật iOS 15 Beta 6 mới nhất. Đầu tiên, để nâng cấp iOS 15 Beta 6, bạn cần có cái file này, phiên bản này. Bạn truy cập vào cái link Beta Profile bên dưới phần mô tả và chọn Install Profile phiên bản Beta 6 nha. Ở bước 1, sau đó bạn truy cập theo đường dẫn cài đặt đến tải đã tải về hồ sơ, rồi đến cài đặt cấu hình iOS 15 Beta 6 Profile. Đây nha các bạn. Bấm vô cài đặt. Ở bước 2, các bạn tiếp tục xác nhận cài đặt và khởi động lại sau khi cài đặt xong. Các bạn cài đặt xong nhớ khởi động lại nha. Đây, ở đây. Ở bước 3, cuối cùng, sau khi khởi động lại, bạn truy cập vào lại cài đặt, rồi đến cài đặt chung, cập nhật phần mềm và cài đặt iOS 15 Beta 6 thôi. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cập nhật iOS 15 Beta 6 trên điện thoại iPhone của mình. Nếu có thắc mắc gì các bạn hãy để bình luận phía dưới, bấm đăng ký, like và share để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.